Ưu Phật đệ tử thần thông đệ nhất. Trong các vị đệ tử Đức Phật, Ngài có thần thông đệ nhất. Các đệ tử Đức Phật có thần thông nhưng không bộc lộ. Riêng Ngài thường thể hiện thần thông. Nhưng trong kinh giáo, Tích Ca Bồ Ni Phật dạy chúng ta chẳng được dùng thần thông để làm phật sự vì sao nếu dùng thần thông để làm phật sự sẽ có kẻ giả mạo phật bồ tát sẽ có chuyện ấy phát sinh yêu ma quỷ quái đều có thần thông đức phật dùng giảng kinh giáo học bọn chúng sẽ chẳng có cách nào đức phật dùng giới luật giảng kinh giáo học dùng các phương pháp ấy để giáo hóa chúng sanh đó là chánh pháp tồn tại trong thế gian tà môn ngoại đạo chẳng thể làm được Trong trí độ luận Có mấy câu như thế này Như xá lợi Phất Ư trí huệ trung đệ nhất Một kiền liên thần túc đệ nhất Người Trung Quốc thông linh. thường gọi thần túc là thông linh, cảm thuộc loại cảm ứng. À thông trong sáu thứ thần thông, thần túc thông cao nhất có thể phi hành biến hóa người qua đọc tay du ký thấy đồ ngộ không Thì hiện thần thông bất quá thần thông rất bé quý vị thấy sách viết hắn chỉ có 72 phép biến hóa Đúng ra 72 chẳng phải là con số Nếu là con số Năng lực của hắn vô cùng hữu hạn Nếu nói theo ý nghĩa biểu thị Pháp Sẽ nói thông suốt Thần thông rộng lớn Đúng là tự tại vô ngại Trong các đệ tử Đức Phật Một kiền liên có năng lực ấy Hữu Sa Lợi Phất Thị Phật Hữu Diện Đệ Tử Một kiện Liên thì Phật Tả Diện Đệ Tử Bên phải là trí huệ Bên trái là thần thông Trí huệ và thần thông hợp lại Bèn viên mạng Năng lực giáo hóa chúng sanh đúng là tự tại vô ngại.